Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi chợ trời nè. Giờ mình dẫn các bạn đi chợ trời. Đi chợ trời ở Mua Lên, đường Mua Lên Avenue tại tiểu bang Georgia. Có cái hàng thức ăn nè. Đây là cái hàng thức ăn nè. Bán ở trên xe, có nhiều loại khác nhau. Đây là những hàng bán áo quần.
Thank you.
Vòng đi quanh cái chợ trời đã xong rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ subscribe cho mình nhé. Bye bye.